Du học Get đã là đối tác chiến lược của LanguageLink trong 13 năm. Năm 2017, Du học Get LanguageLink chính thức đổi tên thành LanguageLink Du học và trở thành một thành viên của đại gia đình LanguageLink Việt Nam. Chúng tôi có 13 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn du học và hiện tại là đại diện của hơn 700 trường và tổ chức giáo dục uy tín tại 8 quốc gia: Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia và Philippines. LanguageLink Du học được tổ chức giáo dục quốc tế ICF chứng nhận đạt chuẩn tư vấn du học. LanguageLink Du học tự hào mang đến các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho hành trang du học. Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, lên kế hoạch du học riêng cho từng học sinh, sinh viên theo mong muốn, điều kiện và năng khiếu của mỗi em. Thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục của các nước, chương trình học của các quốc gia và những điều cần biết khi cho con em đi du học. Săn học bổng có giá trị, đồng hành với phụ huynh và học sinh trong giai đoạn nộp hồ sơ, hỗ trợ toàn diện và xuyên suốt quá trình du học. LanguageLink Du học tự hào mang đến các dịch vụ đa dạng đáp ứng được nhu cầu của các bạn du học dài hạn, chương trình du học hè với nhiều hoạt động bổ ích, cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm và làm quen với nền văn hóa mới và cuộc sống ở một quốc gia khác, một bước đệm tốt cho quá trình du học dài hạn. Trau dồi kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, nâng cao tinh thần và sự tự tin cho các em học sinh, tham quan những địa điểm nổi tiếng. Bạn muốn săn học bổng? Bạn đang muốn đi du học nhưng chưa biết chọn trường nào? Bạn băn khoăn về thủ tục nhập học và visa? Bạn cần một địa chỉ tin cậy để hỗ trợ khi đã ra nước ngoài? LanguageLink Du học sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt chặng đường du học.